Hey, what's going on YouTube? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của T-Mobile. Thì ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một cái thông tin cực kỳ đặc biệt. Và không biết các bạn có cảm thấy hứng thú với nó hay không? Ngày hôm nay mình sẽ muốn nói đến một chiếc smartphone có một cái dung lượng cực kỳ lớn. Thì cái chiếc smartphone này là gì? Thì ngay bây giờ mình và các bạn sẽ cùng bắt đầu đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Let's go! Chiếc smartphone này có tên là Smartisan R1. Chữ R ở đây nghĩa là Revolution, tức là cách mạng á. Và cái chữ cách mạng này thể hiện bằng việc đó là chiếc smartphone này của họ được trang bị một cái bộ nhớ trong lên đến đó là 1T. Vâng, các bạn nghe không lầm đâu, 1T đó, một cái dung lượng cực kỳ lớn. Với cái bộ nhớ trong lớn như vậy thì mình cũng chưa biết là nó sẽ dành cho những ai, những đối tượng nào sẽ cầm một cái dung lượng lớn đến như vậy. Và đó cũng là một cái điểm nổi bật nhất của chiếc smartphone này khi mà được ra mắt. Nó đã làm rất là nhiều người tò mò về chiếc máy và cũng như là thương hiệu này. Các bạn thử nghĩ về xem, với 1T các bạn có thể lưu được rất nhiều phim với chất lượng 2K, 4K, 6K, 9K. Hoặc là các bạn lưu những bức ảnh với độ sắc nét cao. Hoặc là các bạn có thể lưu những bộ truyện mà gần như là chỉ có mình bạn đọc được. Một thế giới cho riêng mình, rất là tuyệt vời đúng không? Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Bên cạnh việc mà chiếc máy này có một cái dung lượng bộ nhớ trong lớn như vậy thì mình cũng sẽ nói qua một chút về cái thiết kế của máy. Thì chiếc Smartisan R1 này nó sẽ có một cái mặt lưng bằng kính rất là bóng bẩy nè. Thì trên cái mặt lưng này các bạn sẽ thấy ngay đó là máy được sở hữu một cái cụm camera kép. Nói về cụm camera kép này thì nó sẽ có một cái thông số kỹ thuật. Với camera thứ nhất sẽ là 12 megapixel và cũng như là khẩu độ f1.8. Và camera thứ hai thì sẽ có một cái độ phân giải là 20 megapixel với một cái khẩu độ đó là f/1.75. Và máy sẽ hỗ trợ luôn cho các bạn đó là khả năng chống rung quang học OIS 40, giúp cho việc mà các bạn chụp ảnh và cũng như là quay video giảm thiểu tối đa được khả năng rung và lắc. Chính dưới mặt lưng thì sẽ là một cái logo hình chữ T rất là bóng bẩy này. Và phía dưới của phần mặt lưng thì sẽ là một cái dòng chữ Smartisan, tức là thương hiệu của hãng. Với sau phần mặt trước thì máy sẽ có một cái màn hình với kích thước đó là 6.17 inch với độ phân giải là Full HD Plus. Và máy cũng sẽ có một cái tỷ lệ màn hình đó là 18:9. Nếu như các bạn nhìn ở trên thì các bạn sẽ nghĩ rằng chiếc máy này sẽ không có kiểu xu hướng tay thỏ các thứ, nhưng không đâu. Đúng là máy sẽ không có tay thỏ, mà nó sẽ chỉ có một cái phần khoét xuống phần màn hình để chứa camera mà thôi. Và với cái màn hình này thì hãng cũng công bố là nó sẽ được hỗ trợ đó là công nghệ 3D Touch, giúp cho việc mà các bạn nhấn này, giữ này với một cái tác động lực tương tự như trên những dòng iPhone 6S này cho tới những chiếc iPhone 10 như bây giờ. Nói lại một chút về camera selfie thì camera selfie của chiếc máy này sẽ có một cái độ phân giải đó là 24 megapixel, một cái độ phân giải rất là lớn. Và bên cạnh đó nó cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn trí thông minh nhân tạo AI để có thể giúp cho các bạn trong việc chụp selfie xóa phông hoặc việc làm đẹp khuôn mặt của bạn trở nên thông minh và tốt hơn rất là nhiều. Nói về mặt thông số cấu hình thì máy sẽ sở hữu con chip đó là Snapdragon 845, một con chip đang rất là mạnh của thế giới Android hiện nay. Bên cạnh đó thì máy sẽ có hai tùy chọn bộ nhớ RAM, đó là 6GB và cũng như là 8GB. Và về phần bộ nhớ trong, như mình đã nói thì máy sẽ có một cái dung lượng bộ nhớ trong đó là 1T, một cái dung lượng rất lớn. Và bên cạnh đó thì các bạn sẽ có những cái tùy chọn bộ nhớ trong thấp hơn, đó là 64GB và cũng như là 128GB. Về mặt phần mềm thì máy đang chạy một cái giao diện Smartisan 6.0 và bên cạnh đó máy cũng đang chạy luôn cho các bạn đó là Android 8.1.0 Oreo. Và cái dung lượng pin của máy đang sở hữu thì nó sẽ có một cái mức dung lượng đó là 3600 mAh. Và chiếc máy này cũng hỗ trợ cho các bạn đó là sạc nhanh và cũng như là sạc không dây. Và cái cổng sạc của chiếc máy này sẽ là dạng cổng sạc USB Type-C. Mức giá khởi điểm của chiếc máy này cho bộ nhớ trong 128GB và cũng như là 6GB thì sẽ rơi vào khoảng 12.500.000. Và với phiên bản 8GB bộ nhớ trong 128GB thì nó sẽ có mức giá rơi vào khoảng hơn 14.000.000. Và cái phiên bản cao cấp nhất, có thể gọi là khủng long nhất của hãng, đó là mức dung lượng RAM 8GB và cũng như là mức dung lượng bộ nhớ trong đạt đến 1T. Thì với cái mức dung lượng này, máy sẽ có một cái mức giá rơi vào khoảng đó là hơn 30.000.000 đồng. Vâng, một con số không hề nhỏ với một mức giá cũng không hề nhỏ. Và mình cũng đang thắc mắc là những đối tượng mà hãng muốn hướng đến việc mua một cái dung lượng lớn và một cái mức giá cao như vậy thì ai sẽ mua. Ok, và đó tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ tới cho các bạn về chiếc máy Smartisan R1. Các bạn cảm thấy sao về chiếc máy này thì đừng quên để lại phần bình luận phía dưới video nhé. Tất cả đó, nếu như các bạn thích video đừng quên like hoặc các bạn có thể share nó cho mọi người cùng biết. Mình là Ga, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Peace.